Trong trận đêm qua gặp Malaysia, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ. Tuy vậy, đoàn quân áo đỏ đã có bàn mở tỷ số ngay phút 27. Tiến Linh là người đã nhanh chân thực hiện một cú đánh đầu cận thành giúp Việt Nam mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, Việt Nam chủ động thắt chặt hàng thủ và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công. Phút 73, Malaysia được hưởng một quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Văn Hậu với tiền đạo De Paula trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, tiền đạo gốc Brazil đã đánh bại Tấn Trường gỡ hòa một đều. Phút 81, Văn Toàn cầu thủ vào sân thay người mang về cho Việt Nam một quả phạt đền. Đội trưởng Quế Ngọc Hải bình tĩnh ở được chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. Với chiến thắng này, Việt Nam tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng G sau lượt trận thứ 7. Theo Paulo hiện có 17 điểm, hơn 2 điểm so với UAE. Đội bóng đã có được chiến thắng 5-0 trước Indonesia. Việt Nam vẫn chưa chính thức đoạt vé vào vòng loại thứ 3, nhưng cánh cửa đi tiếp vẫn đang cực kỳ rộng mở với thầy Paulo. Trong trận khai mạc Euro 2020, với chuỗi 27 trận bất bại và toàn thắng 5 trận gần nhất, Italia tự tin tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trong trận khai mạc trên sân nhà Olympico. Trước hàng phòng ngự hết sức kỷ luật của Thổ Nhĩ Kỳ, Italia buộc phải tìm ra những giải pháp sút xa hoặc dứt điểm đầy bất ngờ. Tuy vậy, nỗ lực của Lorenzo Insigne hay Ciro Immobile đều chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 53, Mary Demiral vô tình phản lưới nhà giúp Ý mở tỷ số. Như một lẽ tất yếu, bàn thắng nhanh đôi cách biệt đến với Algeria ở phút 66 do công của Immobile. Dấu chấm hết với Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 79 khi Insigne đặt lòng chuẩn xác sau sai lầm của thủ thành Kakia. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 3-0. Với chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Italia đã đi vào lịch sử khi là đội có chiến thắng với cách biệt đậm nhất ở một trận khai mạc Euro. Đây cũng là lần đầu tiên Algeria ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu tại Euro. Ngoài ra, Italia cũng đã nối dài mạch thắng liên tiếp mà không nên thủng lưới của mình tại con số 9. Chỉ cần thêm một trận ghi sạch lưới nữa, thầy trò Roberto Mancini sẽ cân bằng kỷ lục về chuỗi trận sạch lưới dài nhất trong lịch sử của họ, vốn được thiết lập trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 89 cho đến tháng 6 năm 90. Ciro Immobile cũng đang giải hạn khi có được bàn thắng đầu tiên của mình tại một giải đấu lớn. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Immobile nổ súng cho Italia ở 3 trận đấu liên tiếp. Kevin De Bruyne đã trở lại sân tập luyện trong tuần này sau chấn thương gặp phải trận chung kết Champions League. Nhưng dường như trận ra quân của tuyển Bỉ vẫn là quá sớm với anh. Roberto Martinez đã quyết định đưa tiền vệ 29 tuổi tiếp tục ở lại đại bản doanh tại Tubize để tiếp tục quá trình hồi phục. Trong trường hợp khả quan nhất, De Bruyne sẽ sẵn sàng cho trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp Đan Mạch. Hiện vẫn chưa rõ tiền vệ của Man City có phải đeo mặt nạ vào sân hay không, nhưng trong buổi tập gần nhất, anh không cần phải dùng đến đồ bảo hộ. Mới đây, Đức lại đón thêm một thông tin không vui khi cầu thủ chạy cánh Jonas Hofmann gặp chấn thương. Theo ghi nhận từ Bild, tuyển thủ này có vấn đề liên quan đến gối ở buổi tập hôm thứ năm và vắng mặt khi đi Manchester tập luyện vào hôm thứ sáu. Nhiều khả năng Jonas Hofmann sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với Euro 2020. Trong trường hợp cầu thủ của Mönchengladbach bị trả về, Joachim Löw sẽ được gọi một cái tên khác thay thế trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp tuyển Pháp. Tuy vậy, theo Bild thì Joachim Löw không có ý định gọi người thay thế nên Hofmann phải rời đội bởi ông thấy rằng lực lượng của mình đã đủ dày. Thực tế, đây cũng chỉ là một phương án dự phòng của tuyển Đức, bất chấp việc Hofmann được đánh giá là một ngòi nổ có khả năng tạo đột biến. Ở lượt trận cuối bảng G, Việt Nam chỉ cần hòa UAE là đủ để chúng ta đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng. Nhưng ngay cả khi có thua trước UAE, thầy trò Paulo vẫn có cơ hội lớn nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Để động viên tinh thần thi đấu nỗ lực của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và tặng thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Cao Văn Chống cho biết VFF đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển 2 tỷ đồng. Trước đó, Việt Nam cũng đã được thưởng 2 tỷ đồng sau khi có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Indonesia. Trong đó, 1 tỷ đồng từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 1 tỷ đồng từ VFF.